Chi tiết Mazda 2 2020 giá từ 509 đến 665 triệu đồng tại Việt Nam, đắt hơn Toyota Vios và Hyundai Accent. Mazda 2 2020 mới ra mắt tại Việt Nam với 7 phiên bản cùng tầm giá đắt nhất phân khúc B từ 509 đến 665 triệu đồng. Thaco vừa cho ra mắt Mazda 2 thế hệ mới, nhiều nâng cấp về mặt trang bị và kiểu dáng. Mazda 2 2020 thuộc phân khúc B với hai biến thể sedan và hatchback, tổng cộng có 7 phiên bản. Trong đó, các mẫu hatchback được Mazda Việt Nam gọi là Mazda 2 Sport, tương tự như cách phân biệt cấu hình sedan và hatchback của Mazda 3. Mazda 2 AT Deluxe Luxury Premium có giá bán từ 509 đến 649 triệu đồng, cạnh tranh với Toyota Vios có mức giá từ 470 đến 570 triệu đồng, Hyundai Accent có mức giá từ 426 đến 542 triệu đồng và Honda City có mức giá từ 529 đến 599 triệu đồng. Mazda 2 Sport Deluxe Luxury Premium có mức giá từ 555 đến 665 triệu đồng. Đây là đối thủ của Toyota Yaris 650 triệu đồng, Honda Jazz từ 544 đến 624 triệu đồng hay Suzuki Swift giá từ 499 đến 549 triệu đồng. Như vậy, Mazda 2 là dòng xe có giá bán cao nhất phân khúc B. Về mặt thiết kế, Mazda 2 mới chủ yếu được tinh chỉnh lại tạo hình đầu xe với nhiều nét tương đồng với Mazda 3 2020. Cụm đèn chiếu sáng và hẹp và rộng hơn, lưới tản nhiệt dạng tổ ong, sơn đen, bóng viền chrome to bản, cản trước sắc sảo hơn và có thêm thanh nẹp chrome trang trí. Phía sau, cản dưới của Mazda 2 và Mazda 2 Sport đời 2020 thay đổi theo hướng đơn giản và trẻ trung hơn. Trong khi đó, đèn hậu không có sự khác biệt so với các phiên bản cũ. Mazda 2 2020 được trang bị tiêu chuẩn đèn chiếu dạng LED và định vị ban ngày, có chức năng tự cân bằng góc chiếu. Từ phiên bản Luxury trở lên, có thêm cảm biến bật tắt đèn và gạt mưa tự động. Bên cạnh đó, riêng hai model Premium sở hữu chức năng đèn thích ứng Adaptive Headlamp, có khả năng tự điều chỉnh đèn pha để tránh gây chói mắt xe ngược chiều hoặc thay đổi tầm chiếu dựa vào tốc độ. Đây là công nghệ chiếu sáng tiên tiến nhất trong nhóm xe hạng B. Mặc dù đèn trước và đèn sau đều là LED, nhưng các đèn báo rẽ Mazda 2 2020 vẫn dùng bóng halogen truyền thống. Ngoại trừ Mazda 2 AT, 6 phiên bản Mazda 2 còn lại đều có cảm biến lùi. Bên cạnh đó, các model Luxury và Premium được bổ sung camera lùi. Mazda 2 và Mazda 2 Sport chỉ khác biệt ở phần đuôi, còn lại thiết kế đầu đèn, lưới tản nhiệt, mâm xe hay các gân dập nổi bên thân xe tương tự nhau. Chỉ duy nhất bản Mazda 2 AT tiêu chuẩn dùng la răng 15 inch, còn lại các model cao cấp hơn đều trang bị mâm 16 inch kiểu 8 chấu kép. Cabin của Mazda 2 đời mới giữ nguyên thiết kế cũng như cách bố trí như phiên bản 2019. Các nâng cấp chính đến từ tính năng tiện nghi và an toàn, vật liệu nội thất cho cảm giác cao cấp với da ốp bằng táp lô, bệ tì tay của cửa vô lăng. Tuy nhiên, chỉ có bản Luxury và bản Premium là được trang bị ghế da. Còn lại, Mazda 2 AT và hai model Deluxe vẫn sử dụng ghế nỉ dù giá bán trên 500 triệu đồng. Hàng ghế trước trên Mazda 2 mặc định chỉnh cơ, trong đó ghế lái tùy chỉnh được 6 hướng và ghế phụ được 4 hướng. Ghế ngồi mang hơi hướng thể thao và phối màu bắt mắt, tuy nhiên điểm trừ là không có bệ tì tay ở giữa cho người lái nghỉ ngơi khi đi đường dài. Chiều dài cơ sở của Mazda 2 2020 là 2570mm, nhỉnh hơn Toyota Vios là 2550mm, kém Hyundai Accent và Honda City là 2600mm. Dù thông số này ở mức tương đương các đối thủ, nhưng không gian hàng ghế sau của Mazda 2 không quá thoải mái như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City. Ngoài ra, băng ghế này tuy có 3 tựa đầu nhưng lại không có bệ tựa tay ở giữa, kiêm hộc, để ly và hốc gió phụ. Tùy theo các phiên bản mà danh sách tiện nghi trên Mazda 2 và Mazda 2 Sport sẽ khác nhau, các chức năng nổi bật hơn cả có thể kể đến như điều hòa tự động một vùng, hệ thống thông tin giải trí Mazda 2 Connect, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình cảm ứng 7 inch, đầu DVD, 6 loa âm thanh. Mazda 2 và Mazda 2 Sport có dung tích khoang hành lý lần lượt là 440 và 280 lít, đủ rộng để mang theo một chiếc vali cỡ nhỏ hoặc các đồ dùng cần thiết để gia đình đi chơi cuối tuần. Cả hai mẫu xe đều có thể mở rộng thêm không gian chứa đồ bằng cách gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60-40. Ở thế hệ mới, Mazda trang bị cho mẫu sedan hạng B của mình động cơ Skyactiv 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.5 lít, có phun xăng trực tiếp. Hiệu năng được cải thiện tốt hơn đời xe trước, công suất tối đa đạt 110 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn đạt cực đại là 144 Nm ở 4.000 vòng trên phút.
đi cùng đó là hộp số tự động 6 cấp, chế độ lái thể thao và hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus. Những tính năng hỗ trợ vận hành khác như ga tự động Cruise Control, lẫy chuyển số trên vô lăng, hệ thống dừng khởi động, động cơ thông minh iStop, hiển thị vận tốc trên kính lái HUD và gương chống chói tự động. Danh sách an toàn của Mazda 2020 nổi bật ở hai phiên bản Premium với những tính năng an toàn thông minh tương tự Mazda 3 hay Mazda CX-8, đó là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố và nhắc nhở người lái nghỉ ngơi. Ngoại trừ phiên bản Mazda 2AT chỉ có 2 túi khí, còn lại những model khác đều có 6 túi khí. Giá cao là rào cản lớn nhất của Mazda 2 khi phải cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt là Toyota Vios và Hyundai Accent.